Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc uống vitamin E có ảnh hưởng đến kinh nguyệt hay không. Thì Trang có 4 phần chính muốn gửi đến tất cả các bạn. Thứ nhất đó chính là hiểu về vitamin E. Thứ hai, những công dụng của vitamin E đối với sức khỏe của các bạn. Thứ ba, uống vitamin E có ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt hay không. Và cuối cùng thứ tư đó chính là hướng dẫn cho tất cả các bạn uống vitamin E như thế nào là đúng nhất. Nếu như bạn đang quan tâm về vấn đề uống vitamin E có ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt hay không thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Rất nhiều bạn nói với Trang rằng là uống vitamin E có ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt hay không. Em nghe nói rằng uống vitamin E ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Đó chỉ là những cái lời đồn mà các bạn nghe thôi, nhưng thực chất là bạn có biết vitamin E ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt hay không thì vẫn đang là một câu hỏi. Thì việc làm đẹp cùng với vitamin E ngày nay được các bạn ưa chuộng rất là nhiều. Việc sử dụng vitamin E vào cơ thể bằng những cái viên uống mỗi ngày đó được mọi người tìm kiếm để lựa chọn cho mình. Kể cả nam và nữ, các bạn đều ưa chuộng vitamin E. Và các bạn thường hay sử dụng nhất đó chính là vitamin E Ernat 400. Thì cái sản phẩm này dường như quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ hiểu về vitamin E. Thì vitamin E là một trong những dạng vitamin, không phải là hợp chất riêng lẻ mà nó là hợp chất của nhiều vitamin khác. Và vitamin E là dạng vitamin tan trong dầu, có nghĩa là nó sẽ tan trong lipid và chất béo đó, không tan trong nước nhưng mà tan trong cồn. Là một trong những dạng vitamin E có khả năng chịu nhiệt rất là cao. Bên cạnh đó thì nó rất dễ bị phân hủy bởi ánh nắng mặt trời, nhất là có tia UV. Như vậy là bạn vừa hiểu xong về cái vitamin E. Thì cái thành phần hoạt chất có khả năng chống oxy hóa tốt nhất trong vitamin E đó chính là tocopherol. Và vitamin E ngày nay trên thị trường có rất nhiều dạng, như là về dạng viên nén dầu, hoặc là cái dạng dung dịch dầu để tiêm. Và tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng thì sẽ có những cái dạng khác nhau. Nhưng bạn thường gặp nhất là cái dạng nang viên dầu, dạng nang giống như dầu cá vậy đó, là cái dạng vitamin E Ernat mà các bạn hay sử dụng đó. Như vậy là Trang đã giúp cho các bạn hiểu được vitamin E. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về công dụng của vitamin E đối với sức khỏe của mình như thế nào. Khi mà uống bất kỳ một cái dòng thực phẩm nào hoặc là những cái dạng nào đó vào bên trong cơ thể thì bạn có tìm hiểu về cái lợi ích của nó mang đến cho mình hay không? Hay chỉ đơn giản là nghĩ rằng nó đẹp, nghe người ta nói uống vitamin E đẹp thì chúng ta đua nhau tìm kiếm mua về sử dụng thôi chứ không quan tâm đến những lợi ích đó. Thì ngày hôm nay bạn sẽ biết thêm về những lợi ích mà vitamin E mang đến cho bạn nhé. Thì vitamin E là một trong những vitamin có khả năng chống oxy hóa cực kỳ cao, giúp cho cơ thể của chúng ta bảo vệ khỏi sự tấn công của các gốc tự do, giúp cho cơ thể của bạn tăng cường hệ thống miễn dịch tốt hơn, ngăn ngừa sự lão hóa trên làn da một cách tốt nhất. Và đặc biệt khi uống vitamin E thì giúp cho bạn bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa những cái bệnh về tim mạch tốt hơn. Nhưng hãy nhớ là sử dụng theo đúng chỉ định của bác sĩ bạn nhé. Vitamin E còn giúp cho bạn kiểm soát đi cái hàm lượng cholesterol trong cơ thể đó. Và uống như thế nào thì bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn. Và hãy uống với một liều lượng vừa phải, chứ không phải là chúng ta uống với hàm lượng cao thì sẽ mang đến hiệu quả tích cực đâu. Vitamin E mang đến khả năng giúp cho vitamin K khi bạn bổ sung vào cơ thể dễ hấp thu hơn và ngăn ngừa cái tình trạng là dư thừa vitamin A trong cơ thể. Vitamin A cũng tan trong dầu, khi kết hợp cùng với E thì nó sẽ giúp cho vitamin E không bị tích trữ bên trong cơ thể của bạn. Và vitamin E thì rất tốt cho cái hệ thống sinh sản, đặc biệt là cả nam và nữ, và giúp cho cơ thể của chúng ta hoạt động một cách tốt hơn và ngăn ngừa cái tình trạng thiếu máu do bạn thiếu vitamin E, bởi vì vitamin E tăng khả năng tái tạo hồng cầu một cách tốt hơn.
Như vậy là bạn vừa điểm qua những cái lợi ích mà vitamin E mang đến cho sức khỏe của mình khi sử dụng. Đặc biệt trên làn da thì nó sẽ giúp da của bạn ẩm mịn, đàn hồi hơn, ngăn ngừa cái tình trạng khô da này hoặc là bong chóc vẩy trên da khi mà bạn sử dụng vitamin E bạn nhé. Phần thứ ba, uống vitamin E có ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt hay không? Có nghĩa là bạn sợ rằng uống vitamin E nó sẽ làm rối loạn kinh nguyệt. Mà khi mà các bạn nghe nói như vậy thì các bạn rất là lo lắng. Bởi vì chu kỳ kinh nguyệt bình thường nó sẽ đánh giá chức năng sinh sản cũng như là sức khỏe của một người phụ nữ tốt hơn. Thì câu trả lời của Trang là vitamin E hoàn toàn không ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt khi các bạn sử dụng nhé. Đừng bao giờ nghe những cái lời đồn nói về vitamin E làm ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt, mà hãy theo cái khoa học nhất mà cái vitamin E mang đến cho bạn. Cho nên những ai muốn sử dụng vitamin E làm đẹp thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này. Việc trễ kinh nguyệt thì nó còn phụ thuộc vào sức khỏe của bạn nè, nội tiết tố bên trong cơ thể của bạn. Những chị em từ 40 tuổi trở về sau thì đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi. Cho nên là nếu như chúng ta chăm sóc sức khỏe của chúng ta không tốt, nội tiết tố thay đổi thì tất nhiên kinh nguyệt sẽ bị ảnh hưởng. Dù cho bạn không uống vitamin E đi chăng nữa thì kinh nguyệt của bạn cũng sẽ bị chậm nè, hoặc có nhiều người bị mất kinh trong một khoảng thời gian dài luôn. Nhưng mà khi chúng ta bị chậm kinh hoặc là mất kinh thì nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa phụ sản để bạn được thăm khám xem sức khỏe sinh sản của chúng ta có ổn định, có tốt hay không bạn nhé. Phần thứ tư là phần cuối cùng mà Trang muốn chia sẻ đến tất cả các bạn, đó chính là uống vitamin E như thế nào là đúng. Thiếu vitamin E thì nó sẽ dẫn đến thiếu máu, bởi vì cái khả năng tái tạo hồng cầu bị thiếu. Và thừa vitamin E thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nó làm cho bạn đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng đến cái quá trình sinh sản nè, chảy máu kinh nhiều hơn, là có nghĩa là hiện tượng rong kinh đó, sức khỏe của bạn cũng bị ảnh hưởng theo, và kèm theo cái tình trạng đó là suy thận do cái nồng độ creatinine trong nước tiểu quá cao. Như vậy uống như thế nào là hợp lý? Thì bình thường, một người bình thường nha, uống vitamin E thì bạn có thể sử dụng ở liều là từ 100 đến 400 đơn vị mỗi ngày và uống một liều duy nhất. Còn nếu như bạn uống vitamin E dạng tổng hợp thì bạn chỉ uống 15mg trên một ngày là được. Chúng ta không nên bổ sung quá cái lượng này, bởi vì khi bạn uống càng nhiều thì cái khả năng tích trữ bên trong cơ thể của bạn càng cao. Vitamin E là tan trong dầu, nó sẽ khó bị đào thải ra bên ngoài hơn là những vitamin tan trong nước. Cho nên là nó sẽ giữ lại ngày càng nhiều lên và nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các bạn. Cho nên tại sao Trang luôn khuyên tất cả mọi người là uống vitamin E, dù bạn uống Ernest 400 đi chăng nữa thì chỉ nên uống liệu trình khoảng là 10 đến 20 ngày, sau đó bạn ngưng khoảng 1 tháng rồi mới tiếp tục sử dụng lại, và tốt hơn hết là hãy sử dụng theo đúng chỉ định của bác sĩ. Dù là vitamin E hoặc là vitamin nào đi chăng nữa, muốn bổ sung vào cơ thể thì hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ, xem cơ thể của mình có thiếu vitamin đó hay không để mình có thể bổ sung vào, chứ không phải bổ sung một cách thích là bổ sung là được đâu các bạn nhé. Biết rằng vitamin E có khả năng chăm sóc và làm đẹp cho làn da, nhưng mà không phải uống là đẹp đâu. Cho nên là tại sao có những chị em nói rằng uống vitamin E hoài mà da không cải thiện, uống vitamin E hoài mà cái làn da không hết nám da và tàn nhang. Cho nên là đừng bao giờ bạn nghe những cái lời quảng cáo hay là những lời giới thiệu của ai đó để rồi bạn sử dụng những sản phẩm không mang đến hiệu quả tích cực cho mình. Gặp tình trạng nám da tàn nhang hoặc là da đều không đều màu, da bị lão hóa thì bạn nên bổ sung collagen. Và collagen nào tốt nhất cho sức khỏe của bạn thì Trang có dòng sản phẩm Ordinal Collagen. Đây là một trong những sản phẩm được các bệnh viện da liễu chấp cánh hơn 10 năm qua. Và đây là dòng sản phẩm đã được kiểm tra qua lâm sàng về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng mà sản phẩm mang đến cho tất cả các bạn khi sử dụng. Và hãy nhớ, trong sản phẩm Ordinal Collagen thì ngoài thành phần collagen thủy phân tiếp 1 và 3 thì nó còn chứa thêm vitamin E bổ sung cho bạn một cách tự nhiên nhất. Nếu như bạn thấy video của Trang chia sẻ ngày hôm nay hay, có cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang. Và hãy nhớ là bật chuông thông báo để các bạn nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và địa chỉ website chính thức quen thuộc và các bạn tìm kiếm đó chính là nguyễnthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.